Em nói em có biệt tài gì? Em làm hitbox bên mũi. Vậy hả? Em đang làm thử anh ta. Làm được bao lâu? Ấy là nói chung mạng giờ nhiều đó là nếu lên tivi là nhiều. Vậy hả? Thôi làm vòng này quan trọng phải làm nhiều mới được lên tivi chứ. Em làm không, ý anh hỏi em làm cái như vậy thì được bao lâu, làm bao lâu cũng được hả? Ấy là em phải đưa vô tình nó, như ví dụ anh đang nói gì em làm thì anh mới mắc cười được chứ. À Nếu mà diễn như mà thi tài năng thì không đủ sức làm, như mình đưa vô này anh đang nói chuyện thì anh nhìn vô mặt em thấy cười cười. à ok, ý là anh nói chuyện em nè, thì xong cái em đang nói Nãy chuyện giờ với em anh nè. cũng cười mà anh nhìn vô đó anh cười mà. Ừ thì anh cười mà, anh đâu nói gì đâu. Ý đó à, em bị bệnh hả? Em bị bệnh ngạt mũi nha. Đó vậy đó, em bị dướng cái gì lông mũi em hả? Không có anh. Em cho anh hỏi, nếu mà mấy người mà sửa mũi thì làm gì được không? Không không làm được ngô, em đi cũng nhiều tỉnh mà chưa thấy ai làm được Không, cái tiết mục này dễ thương nè, em lên em lại nói anh Trấn Thành, anh Trấn Thành làm được như em không? thì cái đợt trước em chắc chắn em lên cái đây là em kiếm 2 triệu gì rồi mày, Vậy em hả? nói khẳng định nếu em Chắc chắn lên luôn hả? chắc chắn Kiếm đó, 2 ấy triệu là xong đi về luôn. ông ấy là tiết mục mới đầu là mình chắc chắn mình có tiền gì xe trước cho À anh còn sau đó là mình tính tiếp chứ. là cái em cái em nói cái biệt tài này là ở Việt Nam là không có ai làm luôn, Dạ, chắc chắn luôn. em là người duy nhất luôn. Chắc chắn. Ừ, chắc chắn không? Chắc. Giống giống ảnh ương ha, biết con Ai ảnh ương không? cũng làm giống ếch được này. Ở ếch hả? Ếch sao? Em làm này từ khi nào? Dạ. Em làm được như vậy từ khi nào? Từ nhỏ vui vui bóp mũi xong cái thẻ tay ra xong nó dính luôn xong cứ bật ra vô không À biết cái mũi nó dính lại cái bật ra vô luôn hả? à bật ra bật vô Là từ khi mấy tuổi? chắc cũng 3 4 tuổi vậy. Rồi cái này em có đi biểu diễn gì không? Dạ em biểu diễn ai cũng cười mà Vậy hả? em đi tỉnh nào em thách đố tìm người ra làm em mà không có. Giờ em có thể tuyên bố thách đố tất cả mọi mọi người ở Việt Nam không? Cái này nó không hay nhưng mà em chắc chắn là không ai làm được. Rồi, chắc chắn luôn ha. Dạ. Anh làm được nè. Anh làm đi. Mẹ em đang làm nè. Yên lòng. Rồi, cảm ơn em nha. Em còn tiếp mục nào nữa không? Như đó chưa đủ anh. Hả? Chưa Thì đủ. còn tiếp mục nào để anh coi để mình đi qua nhiều vòng? Dạ. Còn tiếp mục nào nữa không? Ấy liền do nói chung đều em giờ cũng đồ án tốt nghiệp nữa em chi. Nếu chưa đủ thuyết phục anh thì em làm nữa Thử thử một cái nữa để anh coi thôi, anh muốn coi nhiều qua nhiều tiết mục thôi chứ không phải không? mà thao đơn em sao nếu không được em sao tiếp chứ giờ em quên hết à Quên hết à? Rồi tại thế vì cảm ơn. nếu que thì em chuẩn bị thêm Ok, cảm ơn em nha.